Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị bên kia là một cái khu khu bên đấy là người ta làm cái năng lượng mặt trời với kết hợp với cái thằng nông nghiệp công nghệ cao anh chị ạ. Bên trên thì nó làm là pin mặt trời, bên trên làm pin mặt trời, còn bên dưới nó trồng rau, trồng củ quả gì đó. Nói chung là về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đấy anh chị ạ. Đó là đi hướng đó. Còn anh chị cứ đi thẳng hướng này ra khoảng 1,7 cây số nữa là mình ra được Ủy ban Tân Phước, ra được chợ Tân Phước, ra được DT753 anh chị nhá. Là đi hướng này, đi hướng này. Còn anh chị đi hướng này, đi hướng này khoảng chừng 387m nữa, vừa tôi đo thì được 387m thì mình gặp một con đường liên xã đằng sau cái miếng cao su này, đằng sau cái miếng cao su này. Thì cái vị trí tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái vị trí tôi đang đứng ở đây thì rất là gần DT753 và đi ra khu công nghiệp BKMX Đồng Phú, khu tái định cư 3.100 hecta của khu công nghiệp BKMX Đồng Phú cũng rất là gần nhá. Từ đó, từ đây vào trong đó khoảng chừng 4 cây số thôi, 4 cây số là tới khu tái định cư của BKMX rồi, khu tái định cư của BKMX. Còn chúng ta đi khoảng chừng 2 cây số là mình ra được Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng. Rồi đi khoảng 7 cây số là mình ra được khu công nghiệp Bắc Đồng Phú A, Bắc Đồng Phú B, Bắc Đồng Phú A, Bắc Đồng Phú B, rồi trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, trung tâm hành chính huyện Đồng Phú anh chị ha, trung tâm hành chính huyện Đồng Phú nha. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất cao su, đất cao su nằm trên mặt đường đất đỏ này là cái miếng cao su này anh chị ha, kế bên cái nhà máy năng lượng mặt trời kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao anh chị nha. Cái đất này thì nó có cái diện tích là 2 mẫu 6, mặt đường nó là 140m mặt đường, đường nó là 140m mặt đường anh chị ha. Bây giờ tôi sẽ chạy xe ra ngoài đầu đất từ cái cổng của cái nhà máy năng lượng đó, tôi quay vào đến phần cuối đất cho anh chị, phần cuối đất cho anh chị xem anh chị nhá. Bây giờ tôi xin phép tôi chạy xe ra đó. Cái đất này thì nó chạy tút vào trong này cơ, cuối đất nó ở trong này. Cứ chạy theo con đường này thì mình ra được Ủy ban Tân Hưng, Ủy ban này, rồi trường học này, trạm xá này, trung tâm hành chính xã Tân Hưng luôn anh chị ha. Rồi bây giờ mình quay ra đầu đất đi. Rồi hướng tôi đang đi là đi DT753 này, rồi đi chợ Tân Phước này, Ủy ban Tân Phước anh chị ha. Từ đây ra đó khoảng vừa tôi đo thì khoảng 1.700m, nghĩa là cây 7 đây anh chị ạ, một cây 7 anh chị nhá. Thì cái miếng 2 mẫu 6 là nó ở đây, bắt đầu từ đây này anh chị, 2 mẫu 6 nó bắt đầu từ đây anh chị ha. Đó, tôi xin phép tôi đậu xe nhá. Ở đây bên này là cái nhà máy năng lượng mặt trời, còn bên này là của 2 mẫu 6 này đó, cứ phần nào có cao su là của 2 mẫu 6, phần nào người ta cắt cây người ta làm cái năng lượng mặt trời là của cái bên đơn vị này đó anh chị ha. Đó anh chị thấy không ạ? Cái miếng 2 mẫu 6 này phù hợp cho anh chị nào mà làm kho xưởng sản xuất anh chị nhá, vì điện ba pha nó ngay đầu đất này đó, điện ba pha ngay đầu đất anh chị ha. Là tôi chỉ chạy ra cái cổng của cái nhà máy năng lượng này đó. Đó, ở đây cái miếng này rất là đẹp nhá, bằng phẳng anh chị ha. Đó đây này, nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao này đó anh chị ha. Đó rồi, đó anh chị thấy không ạ? Rồi bây giờ quay lại cái miếng 216 anh chị nhá. Rồi để tôi xin phép tôi đậu xe ở đây. Rồi bắt đầu từ đây anh chị ha. Bắt đầu từ đây chạy thẳng về cuối đất là 140m mặt đường liên xã, đất đỏ liên xã này. Diện tích là 2 mẫu 6 anh chị ha. Trên đất là người ta đang trồng cao su, đất rất là bằng phẳng nha, điện ba pha ngay đầu đất luôn. Và ra ngoài DT753 thì chỉ có một cây 7 số thôi. Một cây 7 số thì nó rất là gần chứ không có xa đâu. Đấy, còn địa hình đây thì nó bằng. Địa hình nó bằng nhá. Bằng phẳng, rất bằng phẳng luôn anh chị ha. Rất thích hợp cho anh chị nào mà làm kho xưởng sản xuất anh chị ha. Kho xưởng sản xuất anh chị nhá. Đó, cái đường này nó cua theo cái miếng đất này luôn này. Đó, anh chị thấy không ạ? Kia là cái dự án năng lượng mặt trời, nha. Đó. Rồi đến đây là hết này, đến đây là hết này. Tôi xin phép tôi đậu xe ở đây.
Như vừa tôi chia sẻ anh chị, là cứ đi theo thẳng đường này. Đường này là mình ra được Ủy ban Tân Hưng. Thì từ đây ra Ủy ban Tân Hưng đi theo hướng này thì khoảng 2 cây số thôi. 2 cây số rất là gần anh chị ha. Rất là gần nhá. Đây, còn nếu cái vị trí đang đứng ở đây là cuối đất anh chị này. Anh chị nhìn thấy không ạ? Cái cây cao su bên này nó còn non này, là của hàng xóm anh chị nhá. Đó, cao su bên này là của hàng xóm anh chị ha. Rồi, cái miếng 2 mẫu 6 nó bắt đầu từ đây sang bên này. Đó, cao su già. Cao su già rồi anh chị ha. Bây giờ tôi xin phép tôi vào vườn một chút nhá. Đó, vào vườn một chút ha. Đó, đây tôi vào đây phần này đúng phần ranh giới luôn nhá. Đúng phần ranh giới này. Ngoài đó là đường, ngoài đó là đường đất đỏ nhá. Đó, còn đây. Đây chạy thẳng vào trong đó. Đây, giơ ngón tay bên này của hàng xóm, bên này của 2 mẫu 6. Đất rất là bằng phẳng, cao ráo bằng phẳng luôn anh chị ha. Giáp cái nhà máy năng lượng mặt trời luôn, điện 3 pha ngay đầu đất. Ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chỉ cách DT753, cách chợ, Ủy ban Nhân dân, trường học cấp 1, cấp 2 của Tân Phước thì nó rơi vào một cây bảy số, bởi tôi đo một cây bảy số. Còn cứ đi theo hướng này, đi khoảng 387m nữa, 387m nữa là mình gặp một con đường liên xã rất là lớn ở bên này chị ha. Nhà nước người ta làm hết rồi, bên đó rồi. Còn từ đây về trung tâm thành phố Đồng Xoài của chúng ta thì đi hết khoảng chừng 7 đến 8 cây số anh chị nhá. Ngoài đó thì có Ủy ban tỉnh, tỉnh ủy, chợ Đồng Xoài, siêu thị Copmart anh chị nhá. Còn từ đây về trung tâm hành chính huyện Đồng Phú thì nó rơi vào khoảng 7 cây số, cũng khoảng 7 8 cây, khoảng đó anh chị nhá. Rồi ra khu nghiệp Bắc Đồng Phú A, Bắc Đồng Phú B cũng khoảng 6 7 cây. Rồi về khu tái định cư của khu nghiệp BKMX Đồng Phú sau này á. Khu tái định cư đó nó có cái diện tích là 3.100 hecta, thì từ đây vào đó khoảng 4 cây đến 4 cây rưỡi. Còn ra đến xã Tân Hòa, ra đến cổng khu nghiệp BKMX Đồng Phú thì nó rơi vào khoảng chừng 6 cây anh chị ha. Đấy, từ vị trí ông đứng. Còn hiện tại thì miếng đất này anh chị mua về sử dụng được ngay, là mình làm kho xưởng anh chị ha. Làm kho xưởng anh chị cắt hết cây này đi. Cắt hết cây làm mặt bằng, xây dựng kho xưởng là mình làm được luôn. Vì thứ nhất là đường đấu nối trực tiếp ra DT753 này. Thứ hai là có điện 3 pha, điện cao thế ngay đầu đất anh chị ha. Với thứ tư nữa là ở đây là rất là gần ủy ban, gần chợ, gần dân cư. Khi mà anh chị mua vào, anh chị muốn tuyển dụng lao động nó cũng rất là dễ anh chị ha. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, nếu mà anh chị nào mua đất mà về sản xuất ấy, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị từ cái tư vấn đất này, rồi cắt cây cao su này, rồi san lấp mặt bằng này, rồi tư vấn xây dựng này, tư vấn chủ trương, kể cả tuyển dụng lao động chúng tôi hỗ trợ anh chị luôn anh chị ha. Đó, để cho anh chị, những đặc biệt là những anh chị ở xa, những doanh nghiệp ở xa về đây thì chưa quen biết cái thổ nhưỡng ở đây, người dân ở đây, địa bàn ở đây, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị làm những cái việc đó, anh chị ha. Đó, xuống đây sẽ tư vấn hết cho anh chị ha, từ đất đai, rồi mặt bằng xây dựng, rồi điện lưới, rồi nhân công anh chị ha. Đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị hết. Đó, bên đó là cái điện năng lượng mặt trời, dự án điện năng lượng mặt trời. Bên dưới đó thì người ta làm nông nghiệp công nghệ cao chị ha. Rất là bằng phẳng đẹp nhá anh chị nhá. 140m mặt đường đất đỏ lên xã, ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tôi xin phép về phần cuối đất nha anh chị nhá. Đất này thì khá vuông vức anh chị ha. Đó. Cái đất này thì 2 mẫu 6, 140m mặt đường, ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thì chủ này người ta đang chuyển nhượng với cái giá là 6,9 tỷ, anh chị ha. 2 mẫu 6 mà 6,9 tỷ là giá tốt anh chị ha. Không đắt đâu, anh chị nhé. Đặc biệt là những anh chị nào, tôi phải nhắc đi nhắc lại, đặc biệt là những anh chị nào đang đi tìm những miếng đất để làm kho, làm xưởng thì cái miếng này rất là phù hợp anh chị ha. Điện 3 pha, đường lớn và tận đất. Anh chị nhá. Ở đến đây là hết đất này. Bên này là của hàng xóm này. Bên này của hàng xóm này, bên này của 2 mẫu 6 này. Anh chị thấy không ạ? Còn trước mặt kia là đường đất liên xã.
anh chị nhá. Đó. Rồi, thì anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất này, liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Ngoài ra anh chị nào chuyên về những công ty sản xuất ấy, thì truy cập vào website là cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com để tìm kiếm những sản phẩm, những cái nhà xưởng bán cho thuê phù hợp nhất với đơn vị của anh chị nha. Một lần nữa, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông, đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.